Xin chào, hãy nâng cao sức khỏe của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Hãy trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất cùng với yoga. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, trẻ hóa sâu trong từng tế bào và cảm nhận nguồn năng lượng đỉnh cao. Và trong video lần này, Nam Hà chia sẻ giúp cho tất cả quý anh chị, kể cả những người chưa tập yoga bao giờ. Nam Hà sẽ làm cho yoga trở nên đơn giản nhất. Những ai bị đau chân, mà đã đau chân thì không muốn làm bất kỳ một thứ gì, không chịu được, đi lại rất khó khăn, hãy dành một chút thời gian bật điện thoại, tivi, luyện tập cùng với Nam Hà. Ngay sau bài tập này, tất cả cơn đau sẽ tan biến. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, cơ khớp chúng ta linh hoạt, và chúng ta sẽ yêu cơ thể của chúng ta nhiều hơn. Đau chân tới mấy, bỏ một chút thời gian ra luyện tập cùng với Nam Hà, chắc chắn các vấn đề sẽ được cải thiện. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nha. Đầu tiên, Nam Hà sẽ quay sang một bên, ngồi vuông góc như thế này. Hai tay chúng ta chống ra phía sau, thả người ra phía sau. Có hai tay nâng đỡ rồi, thả lỏng thoải mái. Các ngón chân rời xa tim, rất hàn lành, nhận được ít máu, chúng ta cần phải chăm sóc cho nó. Nào, đầu tiên chúng ta hãy co các ngón chân lại, sau đó duỗi ra, căng, gập lại, duỗi ra, rất tốt. Tiếp tục đi nào, gập lại, duỗi ra, hai chân chúng ta thẳng song song nhé, gập, duỗi, gập, duỗi. Chúng ta đang chăm sóc cho các ngón chân. Gập, duỗi, rất tuyệt vời. Gập, duỗi, 4 lần nữa nha. Gập, duỗi, rất tốt. Gập, duỗi, đừng dừng lại. Gập, duỗi, tiếp tục đi nào. Gập, duỗi, lần cuối cùng nha. Gập, duỗi, rất tuyệt vời. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng giang hai chân rộng ra một chút, sau đó chúng ta từ từ căng hai chân và nghiêng cho hai ngón cái chạm vào nhau, sau đó thả ra như kiểu là đang hôn nhau này. Hôn, duỗi, hôn, duỗi, hai chân phải thẳng nhé. Hôn, duỗi, rất tốt. Hôn, duỗi, rất tuyệt vời. Hôn, duỗi, còn 4 lần nữa thôi. Hôn, duỗi, tiếp tục. Hôn, duỗi, rất tốt. Hôn, duỗi. Nào, còn 2 lần. Hôn, duỗi. Còn 1 lần thôi. Hôn, duỗi, rất tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xoay cho các khớp nha. Xoay, xoay từ ngoài vào trong, ngoài vòng trong. Xoay đi nào. Hãy xoay như những cái đóa hoa đang xoay, ngoài vào trong, ngoài vào trong. Hãy tham gia như một trò chơi, hãy vô tư yêu đời như một đứa trẻ. Chúng ta sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Ngoài vào trong, tiếp tục đi nào. Rồi ngược lại nhé, ngược lại, trong ra ngoài, trong ra ngoài, rất tuyệt vời. Hãy làm từ từ và cảm nhận. Trong ra ngoài, trong ra ngoài, rất tốt. 5, 4, 3, 2, 1, tuyệt vời. Bạn cảm thấy thế nào? Rất nhẹ nhõm đúng không? Rất tốt. Nào, bây giờ thì một cái động tác rất đơn giản. Chúng ta co chân phải lên, hạ xuống, rất dễ đúng không? Co lên, hạ xuống. Co lên, hạ xuống, rất tốt. Co lên, hạ xuống, tuyệt vời. Co lên, hạ xuống. Co lên, hạ xuống, rất linh hoạt. Co lên, hạ xuống, tất cả căng thẳng nhức mỏi sẽ tan biến. Co lên, hạ xuống, tiếp tục. Co lên, hạ xuống, tiếp tục đi nào. Co lên, hạ xuống, còn 3 lần. Co lên, hạ xuống, rất tuyệt vời. Co lên, hạ xuống, lần cuối cùng. Co lên, hạ xuống. Nào, chúng ta đổi bên nha. Co lên, hạ xuống, co lên, hạ xuống,
căng cái chân của chúng ta thẳng ra, co lên, hạ xuống. Tiếp tục, lên, xuống. Rất tốt rồi, co lên, hạ xuống. Đừng dừng lại, co lên, hạ xuống. Còn 4 lần nữa thôi, co lên, hạ xuống. Co lên, hạ xuống. Đầu gối chúng ta đang được chăm sóc, co lên, hạ xuống. Chúng ta đang massage từ bên trong, co lên, hạ xuống. Tiếp tục, co lên, hạ xuống. Còn 2 lần nữa thôi, co lên, hạ xuống. Co lên, hạ xuống, rất tuyệt vời. Nào bây giờ chúng ta hãy đặt cái chân phải chúng ta lên đầu gối trái như thế này. Chúng ta nhìn rõ không? Hai tay chúng ta vẫn chống ở phía sau thế này. Rồi chúng ta hít vào, chúng ta nghiêng người, đẩy cái đầu gối phải sang bên trái, nghiêng người, cái đầu chúng ta ngoảnh nhìn ra phía sau. Rất tuyệt vời. Thở ra, trở về rất đơn giản. Tiếp tục, hít vào, thở ra. Một tư thế tuyệt đẹp. Hít vào, thở ra. Kết hợp với hơi thở nhé. Hít vào, thở ra. Hít vào. Hãy chụp một bức hình rất đẹp. Thở ra. Hít vào, thở ra, rất điệu đà đúng không? Hít vào, thở ra. Chúng ta còn khoảng 3 lần thôi. Hít vào, thở ra, thật tuyệt vời. Hít vào, thở ra. Hãy làm trong khả năng cho phép của chúng ta. Hít vào, thở ra. Rất dễ. Hít vào, thở ra, lần cuối nha. Hít vào. Rất tuyệt vời. Thở ra. Dễ vô cùng. Người già cũng có thể tập được. Tiếp tục đổi bên nha. Chân trái gác lên đầu gối phải. Hít vào, nghiêng. Thở ra. Trả lại vị trí ban đầu. Hít vào. Thở ra, dễ quá. Hít vào, thở ra. Một động tác rất tuyệt vời. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Chúng ta còn 3 lần nha. Hít vào, rất tuyệt vời. Thở ra. Hít vào, thở ra. Còn 1 lần nữa thôi. Hít vào, thở ra, rất tuyệt vời. Quá là tốt luôn các chị. Bây giờ chúng ta nâng cái chân phải lên, hai tay chúng ta ôm bên dưới đầu gối, lưng thẳng lên. Chúng ta xoay nha, xoay cho khớp đầu gối. Xoay, xoay. Từ trong ra ngoài, vòng to hơn. Làm trong khả năng cho phép của chúng ta. Nếu to hơn thì càng tốt. Trong ra ngoài. Xoay đi nào. Rất tốt đấy. Trong ra ngoài. Một cái động tác rất tốt cho đầu gối của bạn và các dây chằng ở chân. Tiếp tục. Trong ra ngoài. Còn 5 giây nữa thôi nha. 5 4 3 2 1. Rất tốt, ngược lại. Ngoài vào trong. Hãy xoay. Hãy xoay. Hãy tham gia thật hào hứng. Hãy có mặt tròn vẹn cho từng động tác. Bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời. Còn 5 giây thôi. 5 4 3 2 1. Rất tuyệt vời. Đầu gối chúng ta đã ấm nóng lên. Tất cả những cơn nhức mỏi sẽ tan biến. Và các độc tố sẽ được giải phóng. Tiếp tục đổi bên nha. Chân trái, hai tay chúng ta lồng xuống bên dưới. Tiếp tục này, xoay. Trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Vòng to hơn càng tốt nha. Xoay đi nào. Rất tốt. Rất tuyệt vời. Hãy có mặt ở đây, đừng đi đâu hết. Hãy dành tình yêu thương cho cơ thể của bạn. Còn 5 giây. 5
4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời. Ngược lại, ngoài vào trong, ngoài vào trong nào. Rất tốt, cố gắng lên. Rất tuyệt vời, hãy vẽ một vòng tròn không trung. Hãy vẽ một vòng tròn vào trong không trung. Có 5 giây thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời các anh chị ạ. Cảm giác của chúng ta như thế nào? Rất là dễ chịu. Rất là dễ chịu và thoải mái. Nào bây giờ chúng ta hạ cái cùi chỏ chúng ta xuống, thư giãn. Cái phần thân trên có hai tay chúng ta chống đỡ rồi. Chúng ta hãy vào cái tư thế đạp xe nha. Đạp xe, chúng ta đã từng đạp xe rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đạp xe bằng yoga. Nào, nâng đầu gối phải lên, tiếp tục hạ xuống, nâng đầu gối trái, tiếp tục đạp xe nha. Rất tốt. Đạp đi nào. Hãy đạp thật tích cực. Hãy tưởng tượng như chúng ta đang đạp xe đạp. Rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời cho chân của chúng ta. Các khớp sẽ được bôi trơn, dẻo dai, khỏe mạnh. Rất tuyệt vời. Đạp đi nào, tiếp tục đi. Đây là một tư thế rất tốt và tuyệt vời cho đôi chân của chúng ta. Rất tốt đây các anh chị ạ. Rồi, rất tuyệt vời. Còn 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Nào, ngược lại nha. Ngược lại, rất tốt. Ngược lại, đạp xe lùi ra phía sau. Đạp lùi lại. Rất tuyệt vời. Đừng dừng lại. Tư thế rất tốt. Hãy tiếp tục nếu có thể. Chúng ta còn 5 giây thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời. Hạ chân của chúng ta xuống. Nam biết các anh chị hơi thấm mệt một chút xíu, chúng ta hãy chống hai tay ra, ngả hai thân của chúng ta, ngả thân của chúng ta ra phía sau nha. Thư giãn ở đây. Hít thở với 3 hơi thở thật sâu. Hít vào bụng căng tròn. Thở ra bụng xẹp xuống. Hãy thả lỏng, thư giãn thật sâu và cảm nhận dòng năng lượng đang tuôn chảy trong cơ thể của bạn. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục hạ hai cái cùi chỏ chúng ta xuống nha, như thế này. Tiếp tục đi nào. Chúng ta hãy khép hai chân lại và cảm nhận đùi trong nha. Cảm nhận đùi trong. Bây giờ chúng ta giơ chân của chúng ta lên. Nào, chúng ta để các ngón chân như thế này. Chúng ta duỗi cái chân phải chúng ta ra. Làm được không? Tiếp tục. Trái. Tiếp tục. Phải. Rất tốt. Trái. Phải. Trái. Rất tuyệt vời. Phải. Trái. Rất tốt. Phải. Trái. Hãy cảm nhận đùi trong nha. Phải. Trái. Rộng hơn có thể. Phải. Trái. Rộng hơn nếu có thể nhé. Phải. Trái. Rất tốt. Phải. Trái. Phải. Trái. Và bây giờ chúng ta thu hai chân chúng ta về, thả xuống. Thư giãn một chút. Thư giãn một chút. Và bây giờ thì chúng ta nâng hai chân chúng ta lên. Nào, chúng ta mở rộng hai chân nha. Và cảm nhận đùi trong. Mở ra. Thu lại. Rộng hơn nếu có thể nhá. Mở ra. Thu lại. Rất tốt. Mở ra. Thu lại. Chúng ta còn hai lần thôi. Mở ra, cảm nhận đùi trong.
thu lại, mở ra, giữ ở đây, giữ ở đây nhá, thẳng chân là càng tốt, giữ ở đây và cảm nhận đùi trong, giữ 5 giây thôi, rất tốt, rất đơn giản mà. 5 4 3 2 1, rất tuyệt vời. Chúng ta từ từ hạ hai chân chúng ta xuống, hãy làm trong khả năng cho phép của chúng ta. Lắng nghe cơ thể là điều hết sức quan trọng, tham gia một cách nhiệt tâm, từ từ chúng ta sẽ làm được hết, rất đơn giản. Và bây giờ thì chúng ta hãy nằm xuống nha, nằm xuống. Chúng ta từ từ nhấc cái chân phải chúng ta lên, sau đó vòng hai tay ôm đầu gối, kéo sát người, thở ra hạ xuống, tiếp tục hít vào kéo sát, thở ra hạ xuống, rất tốt, hít vào kéo, thở ra hạ xuống, hít vào kéo, thở ra hạ xuống, lần cuối nha, hít vào kéo, giữ ở đây khoảng 5 giây thôi. 5 4 3 2 1, rất tốt, hạ xuống. Tiếp tục đổi bên nha, chân trái nào, hít vào kéo sát người, nhớ là lưng thẳng, thở ra hạ xuống, hít vào kéo, rất tuyệt vời, thở ra hạ xuống. Chúng ta còn 3 lần thôi, hít vào kéo, thở ra hạ xuống, bạn làm rất tốt, hít vào kéo, thở ra hạ xuống, lần cuối nhé, hít vào kéo, giữ ở đây 5 giây thôi. 5 4 3 2 1, rất tuyệt vời, chúng ta hạ xuống. Bây giờ hãy kiểm tra thân của chúng ta thật thẳng, hai tay chúng ta đặt dọc theo thân người, bàn tay úp. Chúng ta từ từ hít vào một hơi thật sâu, nâng cái chân phải chúng ta lên, sau đó vòng hai tay ôm lấy cái bắp chân thế này, cố gắng giữ thẳng, thở ra hạ xuống, rất tốt, hít vào nâng lên, giữ ở đây, rất tuyệt vời, thở ra hạ xuống, thẳng chân là càng tốt các anh chị nhé. Hít vào nâng lên, từ từ cảm nhận, lấy tay nắm bắp chân, hãy cảm nhận cái cơ kheo phía sau đầu gối của chúng ta đang được căng giãn. Thở ra hạ xuống, chúng ta còn 2 lần thôi, hít vào nâng lên, duỗi căng ra, thở ra hạ xuống, lần cuối nào, hít vào từ từ nâng lên, vòng hai tay ra phía sau, giữ thẳng 5 giây nha. 5 4 3 2 1, rất nhiều người chân sẽ run bần bật, nhưng mà không sao, từ từ mọi người sẽ làm tốt thôi, từ từ hạ xuống. Đổi bên nhé các anh chị, hít vào từ từ nâng chân trái lên, vòng tay chúng ta ôm lấy bắp chân, thở ra hạ xuống, rất tốt, hít vào nâng lên, duỗi căng, thở ra hạ xuống. Không sao hết, hãy làm trong khả năng cho phép của chúng ta. Hít vào nâng lên, thở ra hạ xuống, chúng ta còn 2 lần thôi, cố lên, hít vào nâng lên, duỗi căng chân ra, thở ra hạ xuống, nhớ là lưng thẳng nhá. Hít vào nâng lên, giữ ở đây, giữ ở đây nhá. Nam thấy rồi đấy, chúng ta phải giữ ở đây, giữ ở đây 5 giây thôi. 5 4, rất tốt, 3 2 1, chúng ta từ từ hạ xuống, rất tuyệt vời. Nào bây giờ thì chúng ta hãy thư giãn đi. Hai chân của chúng ta check hình chữ V, hai tay chúng ta check hình chữ V, lòng bàn tay ngửa dọc theo thân người, kiểm tra đầu thả lỏng tự nhiên,
lưng thẳng. Hít 3 hơi thật sâu đây, thư giãn. Hít vào, bụng phồng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Thư giãn thật sâu và cảm nhận dòng năng lượng đang tuôn trào trong cơ thể của bạn. Rất tuyệt vời, rất tốt các anh chị ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta từ từ nằm sấp nha. Nằm sấp như thế này. Thân trên chúng ta chống như thế này, thả lỏng. Hai tay chúng ta thả xuống như thế này nhé. Bây giờ chúng ta từ từ nâng cái chân phải lên như thế này. Chúng ta vòng cái tay phải, nắm lấy cái bàn chân, kéo sát và cảm nhận cái sự căng giãn. Giữ ở đây 10 giây nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời. Tiếp tục đổi bên nha. Một tư thế rất là đơn giản nhưng nó lại giải tỏa tất cả những cái căng thẳng, nhức mỏi. Tiếp tục vòng cái tay trái, nắm lấy cái bàn chân trái, kéo sát vào, chạm được mông là tốt nhất. Và cảm nhận cái sự căng giãn ở đây. Giữ ở đây 10 giây. 10, mỉm cười nào. 9, 8, 7, 6, 5, cố lên, 4, 3, 2, 1. Rất tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta nằm nghiêng, chống tay phải như thế này, tay trái chống vào đây, nằm nghiêng, kiểm tra cái thân chúng ta thẳng. Bây giờ chúng ta từ từ, hãy chú ý nha, hãy kiểm tra thật thẳng. Chúng ta từ từ nâng cái chân trái lên như một cú đá, sau đó từ từ đạp ra, giơ lên cao. Tiếp tục nào, kéo vào, hít, thở ra, nâng lên cao. Tiếp tục, kéo vào, hít, thở ra, nâng lên cao. Hãy làm trong khả năng cho phép của chúng ta. Hít, nâng lên cao. Còn lần cuối thôi nha. Rất tuyệt vời đấy. Kéo, nâng lên cao. Giữ ở đây 5 giây. Năm nhìn thấy rồi đấy, chúng ta giữ nha. 5, 4, 3, 2, 1. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vẽ vòng tròn nha. Từ ngoài vào trong, ngoài vào trong, giữ thân trên nguyên, chỉ xoay khớp thôi. Ngoài vào trong, hãy vẽ một vòng tròn. Ngoài vào trong, hãy cảm nhận khớp hông của chúng ta. Ngoài vào trong, vòng nhỏ lại, nhỏ lại cũng được, nhỏ lại. Rất tuyệt vời. Rồi dừng ở đây, quay ngược lại, trong ra ngoài, trong ra ngoài, hãy cảm nhận cái khớp hông của chúng ta. Trong ra ngoài, trong ra ngoài, vòng to hơn, to hơn, to hơn nào. Bây giờ nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại và giữ ở đây. Giữ ở đây nào, giữ ở đây nào. 5 giây thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta từ từ hạ xuống. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, chúng ta đã rất là cố gắng. Nào, bây giờ chúng ta đổi bên nhé. Nam Hà sẽ trở sang bên này để chúng ta dễ nhìn thấy. Chống cái cùi chỏ tay trái xuống, tay phải giữ thế này, kiểm tra cái thân của chúng ta thẳng. Đây, như thế này.
rất là uy nghiêm đúng không? Bây giờ chúng ta hãy kéo cái chân phải vào như một cú đá, sau đó chúng ta đạp ra. Kéo vào thì hít, đạp ra thì thở. Hít vào kéo, đạp ra. Hít vào, đạp ra. Chúng ta còn 2 lần thôi. Hít vào, đạp ra. Hít vào, thở ra, giữ ở đây. Giữ ở đây 5 giây nha. 5 4 3 2 1, rất tốt. Và bây giờ chúng ta xoay nha. Xoay từ trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Vòng to hơn. Hãy cảm nhận cái khớp hông của chúng ta, khớp hãm của chúng ta nha. Vòng to ra. Rất tuyệt vời. Hãy vẽ một vòng tròn vào không trung nha. Vòng nhỏ hơn. Vòng nhỏ hơn. Vòng nhỏ hơn. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta giữ ở đây. Tiếp tục ngược lại nào. Còn một chút nữa thôi. Trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Hãy vẽ một vòng tròn. Trong ra ngoài. Vòng to hơn. Trong ra ngoài. Vòng nhỏ hơn. Vòng nhỏ hơn. Rất tốt. Rất tốt. Và giữ ở đây. Giữ ở đây. Giữ ở đây. 5 giây thôi. Căng chân ra. 5 4 3 2 1. Rất tuyệt vời. Chúng ta hạ xuống. Rất tốt các anh chị ạ. Rất tốt. Rất tuyệt vời. Một bài tập rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả rất là cao. Chúng ta có thể nằm xuống và thư giãn cho hai chân của chúng ta bằng cách là chúng ta kéo hai chân lại, giữ thế này, kiểm tra lưng thẳng, vai thả lỏng, đầu thả lỏng tự nhiên. Hai tay chúng ta có thể đặt dọc theo thân người, chiếc hình chữ V ngửa, hoặc chúng ta có thể đặt trên đùi thế này. Và chúng ta thư giãn ở đây. Hít sâu thở chậm. Có mặt tròn vẹn cho hơi thở của chúng ta. Hít vào bụng căng tròn. Thở ra bụng xẹp xuống. Hãy thư giãn thật sâu ở đây. Chúng ta có thể từ từ chìm sâu vào giấc ngủ ở tư thế này. Hãy nghỉ ngơi, đó là nhu cầu của cơ thể. Hãy thư giãn để dòng năng lượng được tái tạo, phục hồi. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.